Vì thế, xong tôi sẽ nâng cái chân rì kê cho môi nâng bắt chùm riêng môi đầy miên chùm nón trên tha sàn sạp bài ọ chà tùm nụ tù lên sẽ là bạc con sơn lương chuyên đòi hôn nợ rật để tiếp sức khỏe và thành công trên mọi lĩnh vực. Xin trân trọng kính chào. Thưa các đồng chí lãnh đạo và các quý vị đại biểu, kính thưa các chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tăng ni Phật tử, thưa toàn thể đồng bào và du khách, nhân dịp kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành và các địa phương liên quan tổ chức tuần lễ đại đoàn kết các dân tộc, di sản văn hóa Việt Nam tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, ngôi nhà chung của cộng đồng 54 dân tộc anh em. Đây là hoạt động thiết thực góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, tôn vinh tinh thần đại đoàn kết như một di sản văn hóa quý báu của dân tộc Việt Nam mà mọi thế hệ người Việt Nam có trách nhiệm trân trọng, giữ gìn và phát huy. Trong khuôn khổ các hoạt động của tuần lễ, sự kiện khánh thành quần thể chùa Khmer là một hoạt động tiêu biểu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể đồng bào, quần thể chùa Khmer được khởi công xây dựng tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam ngày 16 tháng 1 năm 2010 theo nguyên mẫu chùa Kleng tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Sau gần 4 năm thi công, với sự tham gia sâu sắc của các chủ thể văn hóa, các nghệ nhân, chào mừng các đồng chí lãnh đạo và các chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, trưởng ban chỉ đạo tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc, di sản văn hóa Việt Nam. Ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trưởng ban tôn giáo chính phủ. Ông Dương Quốc Xuân, Phó trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Bà Sơn Thị Ánh Hồng, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh. Ông Sơn Song Sơn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ông Đặng Vũ Nhật Khang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu Hòa thượng Dương Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Phó chủ tịch Hội đồng Chỉ sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Thanh Hiếu, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Chỉ sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, quyền Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban thông tin truyền thông. Ngài Hun Phan Nê, đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam. Ngài Buôn Khát Lát Thi Pania, tham tán Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ông Vũ Vương Việt, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia. Ban tổ chức cũng xin cảm ơn Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia đã có lãng hoa chúc mừng. Tới dự buổi lễ long trọng này có các đồng chí là lãnh đạo các tổng cục, cục vụ và các đơn vị thuộc.
Kính thưa đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung Đảng, Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Kính thưa đồng chí Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Kính thưa Hòa thượng Dương Nhơn, Phó Pháp chủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đảng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam hôm nay tham gia sự kiện tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, di sản văn hóa Việt Nam năm 2013 và chứng kiến lễ khánh thành quần thể chùa Khmer giữa lòng thủ đô Hà Nội trong không gian văn hóa đặc biệt này. Quý vị đại biểu, chư tôn Đức Phật giáo và toàn thể đồng bào, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công, xin trân trọng cảm ơn. Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phụ trách Phật giáo Nam Tông. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, chư tôn đức Ban thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức lãnh đạo các ban ngành viện trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban trị sự các tỉnh thành hội Phật giáo, đặc biệt 9 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và 5 tỉnh miền Đông Nam Bộ. Kính thưa ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ. Kính thưa ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Nay trong bầu không khí đoàn kết, hòa hợp, thắm tình đạo vị và tình dân tộc, nghĩa đồng bào của 54 dân tộc anh em đang sống trên đất nước Việt Nam, đặc biệt trong buổi lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Khlen trong khuôn khổ tuần lễ Đại đoàn kết dân tộc di sản văn hóa Việt Nam tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, thủ đô Hà Nội. Vì sự phát triển bền vững và toàn diện ngôi nhà chung của các dân tộc anh em, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, xin thay mặt Ban thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam xin gửi đến chư tôn đức, chư vị khách quý, quý vị đại diện Đảng, Nhà nước, Ban tôn giáo Chính phủ, các bộ ngành trung ương. Việc bổ nhiệm trụ trì chùa Klang tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Trị sự số 426 QĐ-HĐTS Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 11 năm 2013 quyết định về việc bổ nhiệm trụ trì chùa Klang tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Ban thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam căn cứ mục 6 điều 19 chương 5 Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ 5, căn cứ mục 2, điều 22 pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, căn cứ công văn số 456 CV LVH GL ngày 5 tháng 11 2013 của Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, căn cứ giấy giới thiệu số 48 GTBTS ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, được sự nhất trí của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quyết định điều 1 nay bổ nhiệm Đại Đức Sovana Pano, tên khai sinh Trần Văn Nương, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1978 tại Sóc Trăng, thường trú tại chùa Pong Tức Chắc, ấp Tân Lợi, xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, chính thức làm trụ trì chùa Klang tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, địa chỉ Đồng Mô, Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
chùa Phật Đàn. Một lần nữa xin toàn thể quý vị đại biểu và đồng bào Phật tử trong một tràng pháo tay thật giòn giã để chúc mừng Đại Đức Tân Trụ Trì và cầu chúc Đại Đức hoàn thành Phật sự tại chùa Phật Đàn tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin anh đứng ở về phía sau anh ạ. Rồi nhưng anh đứng phía sau, đứng phía sau. Khi nào đến tôi đấy? Bảo vệ thêm người vào nhá. Bảo vệ thêm người vào hai cửa nhá. Tăng cường bảo vệ lên nhá. Anh đứng chặt ở trong đó. Xong rồi đứng ở giữa nữa anh nhá. Anh là gọi tăng cường vào đi. Anh gọi dưới kia lên tăng cường vào.